Cái này cái linh sam đau đếm đây các bạn. Cái này hoành phải 20 425 đây một cây nè. Cái này cắt phơm lùng tuyệt con khúc vàng nè, một cây. Mình bán một cây bên đây đi, hai cây. Cái này hoành chắc khoảng 25. Cắt phơm lùng ạ. Hai cây 300k bao ship nha bạn. Cái này cắt phơm cũng đẹp lắm. 300k bao ship. Cắt ngắn ngắn lại bạn, cắt ngắn ngắn gọn đây nè. Đây một cây nha bạn. Cái cây này đế đẹp nè. Hai cây 300k bao ship. Đó một cặp. Đây lùng đẹp nè. Chưa mình có 80 cái này cắt. Hai cây 300k bao ship.